Cô ba nhìn nè, anh hai làm mà nó canh anh hai nè, chứ nó đi chỗ khác làm nó chuyện hầm đâu. Nó ngồi nó canh anh hai đó, cả chưa nói không hả? Bực ngang luôn hả? Chưa ngứa không? Nhắm quay chưa? Rồi. Muốn nghe nha không? Xong chưa hết rồi chị. Chị anh hai lót miếng gạch bông cho nằm ngủ nha. Hết tiền ngủ trong đó. Không hết tiền ngủ ngoài này ha. Ok. Rồi. Rồi chị, làm luôn. Hello, mọi người vậy? Rồi, đây bà Bảy, có mai mùng cho con heo, tại vì nghèo quá không cho mua mùng nên cho nó heo, còn đời nó sướng vậy nè, ai làm gì làm nó đi tắm biển, đó, nó là người đi tắm biển, đó, hoa sen nè, rồi tắm hoa sen đó, thôi bây giờ chị rút nước nha. Ủa cái cây sắt em đây coi em đây đâu rồi trời. Đó, tắm hoa sen. Cùng nhau làm cho con heo. Ủa anh đỡ cái cây sắt hồi nãy của em để cái ống mũ không?
cái ke nó đang làm mà. Ủa vậy á, mượn hả? Cái ke của người ta mà. Vậy thôi, xin lỗi vậy mốt đưa nha. Hai cây luôn mà. Anh đâu biết đâu. Này còn hai cây luôn mà, đâu có một hai cây. Bà Bảy đang mai mùng cho heo ngủ. Bữa nay cũng sắm mấy rồi. U không à. U biết sự tích về chị heo năm mốt. Nên nay cũng thương heo chứ. Heo đi dắt giá vòng quanh thế giới. Heo mới về được quê hương Đồng Khởi với dòng sông cũ nha. Heo đang ở ngay dòng sông cũ. Từ ngay chỗ heo heo năm móng đi lại cặp ngỗng thần rất là gần. Ai đã biết dòng sông mà có cặp ngỗng thần thì mọi người sẽ biết ở đằng sau này nè. Ở đằng sau này là cái sông. Mình đi theo con sông đó mình sẽ đi ra dòng sông của cái miếu thờ cặp ngỗng thần hồi chiến tranh đó. Ai có nghe dự tích đó thì sẽ biết. Đó, ai làm thì làm. Nó ngủ rồi. Ánh biển đã ngủ.